Ngọc thơ Thời báo.d Chấm kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Xuân Bắc chửi khán giả, sự suy đồi của văn hóa. Những năm gần đây, chương trình Táo Quân cuối năm thường bị chê là nhạc là vô duyên. Năm nay cũng vậy, chương trình Táo Quân cũng bị chê, nhiều ý kiến còn đề nghị nên chấm dứt tiết mục này hàng năm. Phản ứng lại với những lời phê bình đó, Xuân Bắc, một diễn viên trong ekip Táo Quân đã lên mạng chửi bới khán giả bằng những lời lẽ hằng học trịch thượng thông qua một câu chuyện ngụ ngôn mà diễn viên này tự sáng tác hình ảnh bài viết trên trang báo tuổi trẻ online. Thái độ của nghệ sĩ này đã gây nên một cơn bão trên mạng xã hội và cả báo chí. Ngày 25 tháng 1, tuổi trẻ online cho biết có hàng ngàn ý kiến của bạn đọc phản hồi cho họ. Phản ứng gây gắt trước những lời lẽ kiểu chợ búa của Xuân Bắc. Nhiều người cho rằng Xuân Bắc đã nhầm lẫn trong cách nhìn nhận về mối quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả. Tuổi trẻ online dẫn lời của Nguyên Ngôn cho rằng bài đăng trên trang cho thấy Xuân Bắc đã nhầm lẫn giữa hai vấn đề cốt lõi sáng tạo nghệ thuật và tiếp nhận nghệ thuật. Việc đặt khán giả là người tiếp nhận, là con trong mối quan hệ với mẹ là người sáng tạo quả thực không ổn kể về mặt lý luận và đạo nghĩa. Một bạn đọc khác của tuổi trẻ online Hoàng Hữu Lộc cho rằng cách Xuân Bắc so sánh ví von trong câu chuyện nói trên là một sự đánh tráo khái niệm quan hệ giữa nghệ sĩ và công chúng khán giả không phải là quan hệ mẹ con thậm chí ngược lại công chúng khán giả là đối tượng phục vụ của nghệ sĩ công chúng là người nuôi sống nghệ sĩ giúp họ thành danh thành đạt vì vậy công chúng khán giả có quyền phê phán kể cả chê trách nếu người được mình nuôi sống lại làm ra những sản phẩm hoặc có thái độ ứng xử không đáp ứng được mong đợi của họ ai mới thực sự là kẻ ăn cháo đá bát bài đọc của Tuấn Bùi viết nếu nghệ sĩ thấy khó quá thì có thể đổi nghề khác nhưng nghề nào cũng sẽ có khen, có chê. Nghề nào cũng cần tôn trọng và đặc biệt chính họ phải có sự tôn trọng nhất định với tất cả khách hàng của họ. Đó là cách họ tỏ ra tôn trọng chính nghề nghiệp của họ. Trang Tiến Dân ngày 25 tháng 1 năm 2023 đăng một bài của tác giả Đỗ Duy Ngọc với tựa đề Thằng Hề Láo. Hình ảnh bài viết trên trang Tiến Dân của tác giả Đỗ Duy Ngọc. Tác giả viết, thái độ vô học này đã khiến nhiều người thất vọng và giận dữ cái láo và mất dạy của tên diễn viên này đã lên đến đỉnh. Người diễn viên sống nhờ khán giả phải biết trân trọng và tri ân những lời góp ý và mục đích xây dựng. Người diễn viên đó phải có thái độ cầu thị, lịch sự, xử sự, sự có văn hóa. Làm người nghệ sĩ phải biết chấp nhận lời khen lẫn chê, không nên vì tự ái mà tuôn ra những lời lẽ khó chấp nhận. Hãy lấy những lời khen chê đó làm động lực học hỏi để tiếp tục lao động nghệ thuật thì tốt hơn cống hiến cho khán giả nhiều tác phẩm có giá trị hơn chỉ có những kẻ tự cao tự đại cho mình là trung tâm là cái rốn của vũ trụ là đỉnh cao mới mở miệng chửi rủa khán giả bằng ngôn ngữ vỉa hè như thế mà tưởng là thâm thúy có chút danh tiếng mà đã ngộ nhận ảo tưởng mình là bố người ta kiêu căng phách lối lên mặt dậy đời khi anh ta chỉ là thằng hề rẻ tiền tài năng chưa hẳn hơn ai cái lối thoá mạ người phê bình như thế này không nên xuất phát từ nghệ sĩ chỉ có thứ vô học vô giáo dục xem thường người khác mất dạy mới viết ra những lời láo toét trịch thượng như thế này hình ảnh nghệ sĩ xuân bắc rồi tác giả kết luận ở đâu ra cái thứ gọi là nghệ sĩ như thế này hở trời được cưng chiều quá được tung hô quá nên cứ tưởng mình là vĩ đại buông những lời khó mà lọt tai và nói lên nhân cách đốn mạc của nó việt nam đang ở vào thời kỳ cùng mạc mọi thứ đều mạc và mọi giá trị đều bị đảo lộn văn hóa truyền thống tốt đẹp và các giá trị đạo đức đều suy tàn Người ta sẵn sàng cấu xé nhau, sẵn sàng mạt sát nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Sự suy đồi văn hóa này lan ra đến cả những người được gọi là người của công chúng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Xuân Bắc chửi khán giả sự suy đồi của văn hóa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Nguyễn Phú Trọng đốt lò, đốt cháy cả thép. Ngày 24 tháng 1, hãng tin Nhật Bản Nikkei Asia đưa tin, tập đoàn Hòa Phát đã ngưng hoạt động ở 4 lò thép từ cuối năm ngoái. Trong khi các công ty sản xuất thép khác sử dụng lò điện cũng phải bắt buộc cắt giảm sản xuất mạnh. Được biết, tập đoàn Hòa Phát là hãng sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á ở Việt Nam. Nikkei Asia trích lời một quản lý trong ngành thép Việt Nam nói rằng tình trạng hiện đã chạm đến mức thấp nhất và vẫn còn trong tình trạng này cho đến khi có thể hồi phục lại vào khoảng giữa năm 2023. Hình ảnh bài viết trên trang Nikkei Asia. Báo chí trong nước cho biết, doanh thu thép của ba nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam là Hòa Phát, Hoa Sen và Nam Kim đã giảm 25% từ tháng 7 đến tháng 9 năm ngoái do giảm cả về giá và giảm về sản lượng. Hòa Phát báo cáo lỗ ròng khoảng 76 triệu đô la trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022. Mức lỗ lớn nhất của hãng kể từ giai đoạn tháng 10 đến tháng 12 năm 2008 khi châu Á đang có khủng hoảng tài chính. Tỷ lệ hoạt động tại các nhà sản xuất sử dụng lò điện ở miền Nam bắt đầu giảm vào khoảng tháng 9 năm 2022 nhiều nhà máy trong số này được cho là hoạt động dưới 50% công suất. Một số đang trong tình trạng hư hỏng, nhân viên bị sa thải. Hòa Phát đã tạm dừng sản xuất kim loại nóng tại hai trong số 4 lò đang hoạt động tại nhà máy thép hàng đầu Dung Quốc, Quảng Ngãi kể từ tháng 11 năm 2022. Công ty cũng tạm dừng khai thác tại một lò cao ở tỉnh Hải Dương. Hình ảnh ông Nguyễn Việt Thắng, tổng giám đốc công ty Hòa Phát. Do đó, 3 trong số 7 lò cao của nhà sản xuất hiện không còn sản xuất thép. Lò cao được thiết kế để chạy hết công suất 24 trên 7. Việc tạm dừng hoạt động có thể làm hỏng chúng và việc đưa một lò không hoạt động trở lại hoạt động thường mất thời gian. Một lãnh đạo công ty cho biết Hòa Phát đã quyết định cầm máu dù đã cắt giảm rất nhiều chi phí hoạt động. Theo nguồn tin riêng của Thời báo chấm đề, nhiều công nhân của Hòa Phát và các nhà thầu phụ tại Trung Quốc đã bị nợ lương từ khoảng tháng 7 năm 2022, đến nay vẫn chưa được thanh toán. Rất nhiều công nhân hiện đang cực kỳ khó khăn, không có nguồn thu nhập để duy trì cuộc sống. Vào thời điểm tháng 7 năm 2022, Hòa Phát công bố với công nhân vì chiến tranh Ukraine nên họ không thể thu hồi vốn, do đó không có tiền để trả công nhân. Việt Nam đang đẩy mạnh chống tham nhũng, tập trung vào các giao dịch bất hợp pháp trên thị trường tài chính và liên quan đến ngành bất động sản. Đầu năm 2022, ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch công ty bất động sản và giải trí FLC Group, bị bắt vì nghi ngờ thao túng thị trường chứng khoán. Sau đó không lâu, ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch tập đoàn bất động sản Tân Hoàng Minh, đã bị bắt với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến trái phiếu và thả nổi giá trị khoảng 10.000 tỷ đồng tại Việt Nam của ba công ty trực thuộc tập đoàn. Vào tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan, người sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn công ty phát triển bất động sản Vạn Thịnh Phát Group Holdings, bị bắt giam cùng với ba giám đốc điều hành khác của công ty. Hình ảnh ông Trần Đình Long, chủ tịch tập đoàn Hòa Phát. Tất cả những điều này đã góp phần vào sự suy thoái thị trường bất động sản. Thị trường bất động sản ở Trung Quốc chậm lại cũng được đánh giá là gây ảnh hưởng tới thị trường bất động sản ở Việt Nam việt nam hiện là quốc gia sản xuất nhiều thép nhất trong khối asian nhu cầu về thép chậm lại được đánh giá là sẽ gây ảnh hưởng tới nền kinh tế chung của việt nam nền kinh tế việt nam hiện nay khá bi đát thị trường tài chính bất động sản bất ổn kéo theo sự suy thoái của nhiều ngành liên quan như thép vật liệu xây dựng xây dựng và thiết kế bất ổn của hệ thống ngân hàng vẫn chưa được giải quyết một cách ổn thỏa Cách bơm tiền để cứu nguy cho ngân hàng là một cách không bền vững. Niềm tin trên thị trường tài chính khó mà khôi phục trong thời gian ngắn. Đất nước bất ổn, đời sống nhân dân bế tắc. Nhưng thượng tầng vẫn còn bận đánh đấm phe nhóm, không có thời gian rảnh để suy nghĩ tính kế sắp phục hồi kinh tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Nguyễn Phú Trọng đốt lò đốt chảy cả thép. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của Thời báo chấm để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm